Ok, xin chào tất cả các bạn đang xem kênh thiết bị điện mặt trời bên mình nhé. Ngày hôm nay mình sẽ lắp 6 tấm pin mono 150W lên trên mái. Hiện tại bây giờ đang là 7 giờ sáng, trời rất là nắng ở khu vực miền Bắc. Sử dụng máy vít bắn tôn này cộng với thanh dây. Thanh kẹp giữa và thanh kẹp biên nhé. Ok. Ok, bây giờ mình sẽ lắp thanh dây này cố định lên trên mái. Hiện tại thì mình đã cố định được các cái thanh dây này lên trên mái tôn rồi. Tiếp theo sẽ sử dụng thanh kẹp biên và thanh kẹp giữa để cố định tấm pin. Đây là thanh kẹp giữa này. Và đây là thanh kẹp biên. Thời tiết khá là nắng. Ok, tấm pin đã được cố định lên trên mái hoàn chỉnh và đã được layout dây gọn gàng. Do mái nhà được làm hai nóc riêng cho nên là không cố định được 6 tấm pin này liền nhau. Cái này có 3 tấm pin mono 150W và bên này có 3 tấm. Được cố định bởi thanh kẹp giữa này. Và đây là thanh kẹp biên. Trời cũng bắt đầu nắng lên rồi. Hiện tại bây giờ đang là 9 giờ sáng. Rất chắc chắn. Ba tấm pin bên này được ghép song song và nối tiếp cùng với 3 tấm pin bên này. Đây là dây layout xuống dưới vào trong nhà đấy. Mọi người cần luồn qua ống ken để đảm bảo dây điện của chúng ta có độ bền cao hơn. Ok, bây giờ mình sẽ đi xuống dưới nhà nhé. Ok, mình đã xuống dưới nhà. Đây là đường dây điện đi từ trên mái xuống này. Nguồn điện của tấm pin sẽ được đi qua một atomat này và đi vào cục hòa lưới. Đây là cục hòa lưới của mình nhé. Hòa lưới xuống Super 1000W. Nguồn điện từ tấm pin xuống này.
sẽ được đi qua một chiếc át và đi vào hòa lưới. Bên này là một dốc. Đây là một dốc cắm nguồn này. Sẽ được đi xuống át và đi vào hệ thống điện trong nhà. Hiện tại thì đang hòa được 250W. Trời đang không có nắng nhá. Không có một chút nắng nào luôn. Ok, xin chào tất cả các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Các bạn cần hỗ trợ gì thì cứ liên hệ với mình. Lắp đặt cũng khá là dễ, không có gì quá phức tạp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.